sẵn sàng rồi. Chị ơi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ây yêu, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình Wheeler TV. Kênh nào Wheeler TV? Đây là kênh của Bích Quy Thành Vlog. Đúng. Dán Wheeler TV. Sáng. Nhưng mà nói bé thôi. Bây giờ đang là 3:03 sáng và chúng mình sẽ thực hiện lại một cái thử thách, đó chính là thử thách cấm sợ được các bạn yêu cầu rất là nhiều trên kênh. Ok, và trước khi vào video thì đừng quên để lại cho chúng mình một like và một đăng ký kênh, và đặc biệt là bấm nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của chúng mình nha các bạn. Và hiện tại là chúng mình đang mỗi người cầm một con, đây là Jack ở trong ở Công Chúa Pony đúng không nhỉ? Còn đây là Bow. Và đây là Bolina. Ok, mình sẽ tặng 3 con này cho 3 bạn bất kỳ nếu như các bạn like video và đăng ký kênh và đặc biệt là xem quảng cáo nha các bạn. Còn bây giờ thì let's go. Ui, đến với video đầu tiên. Cái gì đây? Hai người sợ à? Hai người sợ à? Không sợ. Mà là cái thêm mang máu me bê bết, nhìn nó hẳn quá. Bà này là hình như là bà ấy vừa mới ăn dâu tằm xong hay sao, hay là bà ấy vừa nhai trầu. Nhưng mà nhìn cũng hơi kinh kinh các bạn ạ. Video tiếp theo, đây là một cái video tổng hợp những cái hiện tượng kỳ lạ nhất thế giới. Có một như búp bê ấy nhỉ? Búp bê à? Tôi nghĩ đây cũng là búp bê ấy. Rồi xem gì đây. Ô, giống búp bê hơn. Búp bê. Ôi trời ơi. Nhất có búp bê lên cái tự nhiên chảy máu tới tòe lê luôn, tới tòe lê luôn các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cái gì đấy? Hiện tượng gì đấy? Người nhện hả? Đúng người nhện. Đúng người nhện. Người nhện trong truyền thuyết luôn các bạn, là không phải là người nhện bắn tơ nữa mà là người nhện thật luôn. Nhiều chân nhiều tay thật sự. Trên thế giới có cái người như thế này à? Không, tôi nghĩ đây không, đây là ghép thôi chứ. Đây là một sản phẩm của Photoshop hoặc là gọi là những cái Photoshop như làm sao tay vẫn còn cử động. Chưa chắc đâu, bạn xem hết video đi. Đây này. Không phải Photoshop đâu, tôi nghĩ đây có thật đấy thì người ta mới quay được. Sợ quá sợ. Ừ, nhưng mà nhìn trông nó cứ điêu điêu sao ấy. Đi, bà này làm sao đây? Hả? Ôi giời, ôi giời. Bà này. À, bà này là 26 Sơn La, chào anh em. Bà này chơi cái gì nhỉ? Máy tập ở ngoài công viên. Máy tập công viên kiểu quá đà, chơi đúng 180 độ, à 180 phút. Nó mới thành ra thế này chứ. Ê, 26 Sơn La chào anh em nhá. Ui, nhìn bà này há mồm ra nhìn giống một con nấy phết. Gì đấy? Ủa. Đi ngược hả? Ôi, leo đây. Tường được hả? Ôi, bà lại đi trên tường được à? Kiểu bị ai kéo ấy. Ô. Ôi ôi. Áo nhỉ? Cái gì đấy? Tiếp tục đến cái video gì đây? Hello, hello anh em nha. Chào anh em. Ui, cái gì đang ngủ? Ui. Hello. Ôi trời ơi. Tưởng ông này đang ngủ cái khó đi con không, tôi để ý ở góc này nó có sẵn rồi, nó có một cái mắt người ta nhìn thế này, nhưng mà tôi không nghĩ đấy là một cái mặt của con ma. Ấy. Hết dậy luôn mà. Mặt ông ấy đi, ông ấy trưởng luôn này. Kiểu cảm giác à. Quá lô cái gì vậy ấy. Đây này. Quá lô có gì vậy, xong quay sang lại không thấy nữa. Ờ. Ờ quay sang không thấy luôn này. Không gào thét gì nhỉ? Cảm giác như thế thì cái là diễn quá kên rồi. Không, tôi nghĩ đây là diễn. Thì nó mới thế. Thế bây giờ phải như mình nha, mình có mà bĩnh ra quần ngay ấy cha. Đồ ăn hại. Ta đến với cả một cái phòng một bàn nào đó. Ui, phòng nhiều gấu bông màu hồng. Bị sao đây? Tôi lại tôi thấy có cái gì nó kéo lò đầu ra ấy. Đâu. Xem ra nhìn nha. Không, lựa đi. Ê, ok, vào lại từ đầu luôn. Từ đầu luôn này. Bên góc trái này, người bạn này này. Đấy. Ờ đúng rồi, nhưng mà nó là một cái bóng mà. Không, nó là một cái người. Đầu. Con người. Bạn xem em. Bây giờ bạn ấy quay đến kia lại không thấy. Đấy, không thấy. Thấy chưa? Ảo chưa? Bạn này như kiểu này bị kiểu... mộng du hay là bị ma nhập ấy. Ờ, chúng ta đến với cái gì đó? Một con chó cười. Đây không phải con chó. Ê. Cái gì vậy bạn ơi? Có là bị mất một tay sao ấy? Quỷ cẩu. Ôi giời. Nó là quỷ cẩu hay sao ấy? Nó ghi là ở đây là real god, là ma có thật. Đây là kiểu như một cái cơ sở nào đó có bảo vệ này. Nhưng mà người ta đi xuyên được qua cổng kìa. Ôi, cái gì? Gậy bị vứt gậy. Điều. Sao có thể? Hình như tay ông này kia ngoáy sang ấy, xem lại một xem. Tay ông này tự ngoáy chứ không phải là có ai đó khiển ông này đâu. Đấy nhìn nhá, đấy thấy chưa? Đấy, tự tự thả ủy diễn. Tự làm giật mình. Và cái bóng ma kia nha. Là một sản phẩm của Edith. Đúng. Gọi là giảm opacity à? Opacity. Opacity. Ok.
Đấy, tôi lại nói luôn công thức này, tôi là cũng là một người biết edit một chút. Thì bây giờ là quay một cảnh như này, xong rồi quay một thêm một người nữa người ta đi. Đấy, xong rồi tách nền người ta ra, Oba thì đi luôn. Là người cho người ta đi xuyên tường ngay. Đấy, xong cái đi xuyên tường. Cái bịt khẩu trang cái kìa, ôi giời. Cái này lừa tưởng thế nào. Đấy, okay. Lúc đấy không, qua chuyển cảnh, chuyển cảnh, không mượt. Không hề mượt. Đấy, nói chung là... Nhờ đến phần mềm cắp cút nữa. Ok, lỏ. Quay. Tiếp theo là video gì đây? Một cánh cửa đóng lại và phía sau cánh cửa đó là cái gì? Ô, thấy cái dêm rúa gì nó lòi ra kia? Bàn tay à? Không, bàn tay gì mà điêu. Đây là vô diện hả? Đúng, nhìn giống vô diện thật. Ê, răng hơi vàng. Răng này răng độ dán, nhưng mà khoan đã, tôi nhìn cảm giác như kiểu là người nó mặc quần áo vào ấy sao ấy. Ê, làm gì có chuyện như này được. Này, các bạn có thể nhìn thấy là cái lúc mà cuối ở đấy. Nhưng nó nhìn như kiểu vải ấy các bạn ơi. Cái này nha, bọn tôi cũng làm được luôn nha. Nào đấy, chị Bơ đâu? Biểu diễn cho các bạn xem. 1 phút 30 giây. Đâu chị Bơ đâu ấy? Thương Thi. Đây là mặt chị Bơ bình thường. Nhìn như con điên đi. Đây là con điên đi, có vẻ con ma thôi. Không biết của các bạn. Nói chung là đây cũng chỉ là một cái video gọi là ăn mặc, gọi là cosplay vô diện thôi. Không có gì gọi là ghê gớm hết. Tiếp theo lại là một video liên quan đến cái cánh cửa. Ý giời, nãy giờ toàn mở cánh cửa ra thấy ma, quá nhạt nhẽo rồi. Ôi, lần này mở cánh cửa ra thấy toilet skin đi. Ui, ô nhiễm quá. Cái gì đây, cái gì đây? Có gì ở trong bồn cầu này? Hè. Rồi biết nghe là Skibidi toilet mày. Skibidi, nhưng mà đây là mặt nó còn giống cả con tàu ma Thomas với là Chu Chu Cha hay sao ấy. Và các bạn biết thì bình luận ở phía bên dưới nhá. Ấy có một cái bạn bình luận là Skibidi Thomas kìa. Rồi. Để xem nào, mắt trợn tròn. Ui. Lúc này ra nhìn như kiểu cái gì nhỉ? Cái hoa ăn thịt người à? Đúng rồi, không phải nhiều. Hoa hướng dương đấy. Hoa hướng dương, đúng rồi. Và video tiếp theo đó chính là ngày Giáng sinh, kiếp ngày... ông già Noel. Ui, ông già Noel còn cao hơn cả cái cột đèn kìa bạn ơi. Này, mấy cái ô tô ấy còn đến cái chưa đến đầu gối của ông ấy luôn này. Xong cái to thế nhỉ? Ông già Noel khổng lồ. Đúng rồi, hình như ông già Noel trong truyền thuyết cũng to thế đấy. Thế nhưng mà sao làm sao mà ông ấy có thể chui được qua ống khói của nhà của các bạn nhỉ? Nếu mà ông ấy muốn chui thì ông ấy lại thua bé lại. Ảo thật. Rồi xem đi. Xem như nào nào. Ôi. Được lương luôn mà. Cái này ông ấy quay ra nhìn xong mắt ông ấy sáng trưng lên kìa. Ông già Noel mắt sáng như cái đèn pha ô tô vậy. Đấy, mới một chuyện màu đỏ. Ui. À, màu xanh là của thân thiện. Màu đỏ là của ác quỷ. À, đây là Santa luôn các bạn ơi. Santa. Không phải là Santa mà là Satan. Nói chung là mắt ông ấy đỏ nhìn như kiểu anh nhầm, mắt ông ấy sáng như kiểu Hero Bright luôn. Ai vừa hết. Trời ơi, cứu tôi. Các bạn làm chứng ai vừa hết. Có ai hết đâu. Ai hết đâu, chả ai nghe tiếng gì các bạn ạ. Thật đấy. Các bạn mà nhìn thấy ai hết thì bình luận nhá. Tôi bỏ qua đấy. Rồi, ở đây sẽ có 5 video đáng sợ. Có thật luôn đấy. Thử xem mà. Đầu tiên đó là quả trứng vịt lộn. Nó quả trứng ra cái gì đây? Con gì đấy? Hả? Đây có phải con quả trứng đâu. Con này là con gì vậy? SCP hay là quái vật ngoài hành tinh đây? Bạn nào biết con này là con gì thì bình luận nhá. Nhìn nào, Malazara. Nó cắn đâu? Nó có một cái mắt làm sao mà cắn? Con mồm nó đâu? Đây, nó cạp thành 3 cái mắt lại nhau thành cái mồm. Dài, dài, dài. Điếu nhở? Không thích nhở. Lần đầu tiên thấy những cái hình ảnh như này luôn á. Dạ ôi, tôi nhìn này tôi cảm giác tôi không dám ăn cái trứng vịt lộn luôn đấy chứ. Mà chắc gì đây là trứng vịt lộn. Nhưng mà ở đây bạn nào ăn được trứng vịt lộn thì bình luận ở phía bên dưới nhá. Ghê vậy. Một tô mì à? Spaghetti à? Mì. Ê, có rồi. Không phải, cái gì á? Từ những sợi mì nó biến thành hình. Ui. Một con quái vật hả? Nhảy cà tưng ấy. Này, ôi dồi ôi, lô. Eo ơi, thế này tôi lại không dám ăn mì nữa luôn ý. Nhìn trông cứ kinh kinh. Ê, con cá này bị làm sao ấy? Chúng ta đến với món cá hấp. Cá này là cái vây của nó đang vẫy này. Ê, khoan đã. Không phải, có một cái con gì cắn. Đâu? Đấy, con nào? Đâu có đâu. Nó đang tứa nước hay không ấy? Không phải, nó là cái vây. Tôi đoán là con này đang nằm ở trên đĩa này. Ở đây có một tí bún này. Con này là cá sống. Eo ơi, ăn cá gỏi sống cá. Đây gỏi cá. Gỏi cá à? Này, cái mắt nó còn đang long bóng nước. Nhìn như của nó, con cá đang khóc ấy các bạn ơi. Kinh không, quá. Thế nếu mà ai làm cá thì chúng ta kiểu nên bay đầu đi. Chứ còn để này chung cứ tội sao ý. Con này vẫn sống, nó vẫn ngoanh ngoải thấy chưa. Cô nó vẫn giật giật kìa. Ừ. Mặc dù mọi người đã kiểu là ăn hết một lửa. Ui, ăn hết một nửa cá rồi ý. Mà nó vẫn còn giật giật được trên bàn. Kiểu kinh quá. Con món ếch à? Lẩu ếch à? Hết cá ở đấy ếch à? Rồi luôn. Rồi biết ngày.
nó vẫn sống. Nó vẫn sống. Ôi giời ơi. Nhưng mà bình thường nha. Ê, con này bị lột da ra rồi này. Đúng rồi, bình thường những con ếch á, kể cả bạn có làm thịt nó rồi hay thế nào mà nó vẫn ngày cơ chân cơ tay này nó vẫn hoạt động. À, thì ra là thế. Nó giống như ở cái con thạch thùng. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà khoan đã, con này bị lột hết cả da xong rồi rạch hết cả bụng mà nó vẫn còn nè. Đấy. Ý. Ê, con này còn có nửa người thôi anh em ơi. Đúng vẫn vùng vẫy luôn kìa các bạn. Đã là con cá. Con cá này vẫn sống mà nó đã cho lên đĩa rồi á. Eo. Ai ghê đấy. Rồi. Ui, có một người đàn ông đang ngủ nên giơ hai chân lên. Nhưng bị mộng du hay sao anh em. Là sao, là sao? Ui sao rơi thẳng ấy. Ui con bị đưa lên này các bạn ơi. Con bị kéo kìa. Bị kéo lên luôn ấy. Ê, cái gì đấy, cái gì đấy. Nhưng mà cái độ phân giải nó thấp quá, giật quá rồi. Không phải, kiểu đây là camera mà. Bóng tối nó thành ra thì nó cái ánh sáng nó hơi thấp. Nhưng có ma thật đấy. Ô, người này còn không hiểu gì luôn mà. Có ma thật đấy sao ấy. Tự nhiên bị dựng người lên. Chúng video tiếp theo này này. Đây là ở ngoài bệnh viện. Đúng không? Còn đây là ngoài hành lang. Xuất hồn luôn. Ôi. Ôi, thật thế đùa vậy. Xuất hồn. Ô, thế là người đấy hiểu luôn này. Đang xuất rồi đấy. Đang xuất rồi đấy, gặp ông bà rồi đấy. Ông này làm sao đây? Ê, có cái gì ấy? Cái gì? Có cái bóng đen đen thì kéo chăn. Ông này ai thì phải. Kéo chăn không cho ông mình. Đang ngủ. Cày thật đấy. Ông này vẫn kiểu cảm giác như kiểu vợ kéo quen rồi. Chắc bị vợ kéo hay sao? Vợ kéo quen rồi, thành ra kiểu bị kéo vẫn cố gồng để ngủ. Ê, đây là một cái video như ở đám tang ấy các bạn ơi. Cái vòng hoa này tôi thấy là kiểu đám tang người ta hay đi viếng này thì họ sẽ có cái vòng hoa này. Rồi. Ôi, vòng hoa biết đi luôn. Biết đi á? Tôi nghĩ đây là gió thôi. Gió gì mà đi như vậy? Ảo thật đấy, như kiểu đi bi vào hai chân đấy. Cô bé bị làm sao đây? Đang xin các cụ phù hộ cho con, mai con có đồ chơi mới. Rồi. Cậu nhập đấy. Con luôn. Cậu cứ cà giật này. Xin mãi kiểu gì cũng được mà. Ngày mai nó có ô tô mới luôn này. Cục ngã rồi. Khoan nào. Cứ phải xem cái diễn biến tiếp theo mới được. Rồi, đứng dậy. Rồi. Rồi, bắt đầu là thành sao cương thi này. Nhảy làm gì đấy? Ai đánh đít hay sao ấy? Đi rồi, ai đánh đít đấy? Ảo thật đấy. Bảo là không cho. Hư quá. Hư quá là không cho. Đánh cả đít luôn. Hợp lý. Đây nó gọi là được ghi lại ở trong trại thương điên đấy bạn ơi. Trại thương điên cũng có camera hả? Có chứ, phải có chứ, để giám sát bệnh nhân mà. Chứ không bây giờ. Cái gì đấy? Ông này nổi điên rồi. Ở trong này lâu quá bị điên luôn rồi. Không, người ta điên thì người ta mới vào trong trại thương điên chứ. Ở đấy tôi nghĩ điên cấp 2 đâu. Không phải bình thường nữa rồi. Thì bác sĩ trong đấy cũng điên. Ảo thật đấy. Nhưng mà tại sao lại có cái video này? Vậy video này nói về cái vấn đề gì? Chắc là... Ui. Ê, người ông... Ê! Hay đây là sự tích của SCP-096? Hả? Ôi, hay ông này tự gọi là tự làm đau bản thân ta? Đúng rồi. Làm giấy đành đạch luôn. Điều vai. Mà quá anh em ạ. Nhìn hơi khó. Bây giờ ôi đây, cái gì đấy? Bay lơ lửng luôn. Xác bay lơ lửng. Khoan đã. Tôi nghĩ đây là cái camera nó mờ này. Chắc chắn là cái thời điểm từ hồi xưa lắc xưa lơ rồi. Mà không kiểu như là cái camera nó không nét được như bây giờ đâu. Đây này. Ở đây camera năm 2013 luôn này. Từ năm 2013 này. Rồi. Rồi để xem có vấn đề gì. Đây hình như ở ngoài đường. Cửa một cái nhà nào đó. Ê, thấy từ khoan đã, thấy cái gì không? Thấy gì đấy không? Không. Không gì á? Không. Nhìn kỹ nhá. Rồi, đấy không? Ui. Bây giờ nó mới ra nè. Một cái bóng. Cầm một cái bóng ma của một ông cụ. Mà hay từ 2013 rồi mà. Ê. Hôm qua ai? Chắc là ông này, gõ cửa à? Ôi, như thế. Có một người gõ cửa nhà ông này. Chính là có ma. Mà 2013 là không có cái công nghệ edit đâu. Đúng rồi ạ. Có mà. Có nhưng mà ý là kiểu nó nó không đẳng cấp. Nó không đẳng cấp như bây giờ đâu. Thực ra nếu mà video đến bên nước ngoài thì tôi nghĩ nó đẳng cấp thật là như thế đấy. Ok. Rồi, cái này từ 2013. 2013. À 2012. Ui giời ơi. Là 3 giờ sáng. 3 giờ sáng đến 12:03 sáng. Đúng rồi, 0:03 phút sáng. Video này tôi không biết là nhìn giống Việt Nam nhỉ. Đơm mỏi. Ui. Tôi nhớ. Cụ gãy còng lưng. Tôi nhớ video này rồi. Cái video này là một cái video huyền thoại luôn mà ai trong cái thời điểm năm 2012 hồi đấy tôi học lớp 6 thì là tôi được tình cờ xem được cái video này trên YouTube và tôi cứ nghĩ đây là một cái hiện tượng siêu nhân thật. Và tôi cứ lúc đấy là tôi đang phân vân giữa vấn đề là đây là thật hay là đây là edit. Đây này, nhìn đây này. Bên thấy chưa? Thấy rồi. Thấy cái xe mới ở cái người kêu lộ. Đây nha, xem lại nhá.
Nhìn nhá, xe đi qua này. Xong nó rẽ vào tắp vào lề luôn mà. Đây nhá. Vèo. Bảo như ở giờ flat đấy. Ừ, như giờ flat luôn. Ê, cái xe này dừng lại luôn, cái xe tải dừng lại luôn này. Ừ ha. Bây giờ tôi xem là tôi vẫn bị thắc mắc. Ồ không, phanh lại và ông này ra kiểu ngạc nhiên. Ờ kiểu sao vẫn sống này. Xong rồi không để ý đến ông này luôn. Ê, cái người này đi luôn này. Nhưng không biết. Ông này không nhìn thấy, cái ông lái xe tải không nhìn thấy, có mỗi cái người ông gọi là ông kia bị đau chân kìa. Ông kia đau chân thôi. Ui giống giống kiểu phần chết nhỉ. Từ tôi sẽ giảm speed xuống, tôi cho các bạn xem. Đây. Giảm đi. Cho xem kỹ mà. Nhìn nhá. Đây này. Gần chạm này. Rồi, có kiểu gì có một cái bóng phóng đến này. Phiu cái. Ê, ông này còn lách ông xe tải còn lách ra mà. Ấy, nhưng cái bóng nha. Điêu luôn này. Rồi mất luôn. Lấy sáng này. Và phía bên này có này. Sang bên kia. Ôi có một vòng lửa luôn này. Ui. Ông bà gánh còng lưng. 2012 đến 2024 là bao nhiêu năm? 12 năm rồi. Mà tôi vẫn đang thắc mắc là đây là một cái video từ hồi đấy rồi đến bây giờ ấy, là nó là ghép hay là thật? Thật đấy. 12 năm rồi tôi vẫn đang thắc mắc. Cái này là thật. Chắc chắn luôn. Làm gì đây là camera hành trình ở trên đường, camera giao thông ạ. Làm gì ai dám cắt ghép ở cái camera giao thông này? Đúng rồi. Mà ông này còn đang xuống xe ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra này. Đây là năm 2015. 11 tháng 7 năm 2015 và bây giờ đang là 2 giờ sáng. 2 giờ 06 phút sáng. Đây mà. Cái gì sợi dùng này? Ui. Có một cái bóng đi kìa, thấy không? Ở giữa màn hình. Thấy chưa? Bấy rồi. Đi đâu đây? Đi kiểu đi qua, đây là một hiện tượng của có ma là có thật đấy. À. Cái này từ năm bao nhiêu ấy không biết. 2015. Đâu xem ở đâu ấy? 11 tháng 7 năm 2015. Nó bị mờ lúc đầu rồi. Và là 2 giờ sáng. Ui, thế là ma của thật đấy anh em. Ờ. Ma là của thật đấy. Dã man. Đi. Đằng sau bạn. Đừng có điêu bây giờ này. Mấy giờ rồi? Ui, gần 4 giờ rồi. Gần 4 giờ sáng rồi. Ui, bây giờ mình ngồi xem video gần 1 tiếng rồi ạ. Gần 1 tiếng rồi. Ui, và tôi nghĩ cái video đấy cũng là cái chuỗi kết thúc của cái thử thách cấm sợ rồi. Nãy giờ hình như là hôm nay tôi không bị đập các bạn ạ. Hai người này bị đập mấy lần lúc đầu ấy, nhưng mà nói chung là những cái video hôm nay tôi chọn lọc cũng là những cái video đỉnh cao ấy. Nhất là cái video mà The Flash, cái từ hồi mà tôi học lúc 6 đến bây giờ. Bạn nào thắc mắc thì bình luận ở phía bên dưới nhá. Hiện tại bây giờ đang là 3 giờ 52 phút sáng rồi, buồn ngủ quá. Chào anh em ạ. Thức đến giờ là căng đét này đẹp rồi, khả năng lên đường dấp rồi. Thôi đi ngủ rồi các bạn ơi. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho chúng mình một like và một đăng kênh, và đặc biệt là bấm nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của chúng mình nha. Và đừng quên xem quảng cáo để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.